một clip nhưng mà sẽ dạy cho mọi người chọn lọc những từ mà các bạn cần nắm được trong 2500 từ vựng này nhá. Bản thân cái hàng Hán tự sử dụng này chúng ta đã học ở N3 rồi, nó cũng không phải là một cái chữ mới đúng không? Nhưng khi mà lên đến tận N2 chúng ta mới học cái cách đọc của sử dụng khi mà nó đứng một mình. Chữ nhất đi với chữ khí đúng không? Một hơi thôi, nó uống bia nè. Cắt chế đúng không? 2, 3, dô, 2, 3, 4, một hơi là hết sạch luôn. Chữ tiếp đi với chữ tục nhưng mà không phải là tiếp tục nhá. Mà xem chữ gốc cựa sẽ là sự. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với 601 thì xem có từ gia cư sự ở đây là dịch. Các bạn dịch từ cái tiếng A sang tiếng B đúng không? Thì tiếng A đi về ố là tiếng B đi về ní, dịch sang cái tiếng gì thì cái đích đấy chúng ta sẽ đi với chợ từ ní nhá. Ở đây là dịch cái luận văn sang tiếng Anh đúng không? Ừ. Dịch ấy, thì nó chính là chữ dịch luôn. Danger discuss. Hai, hen shoot. Chúng ta có chữ biên thì với chữ tập đúng không? Vậy thì biên tập bên là edit này, tiếng Anh nó sẽ là edit này. Ví dụ ở đây là gì ạ? Mình hand shoot, ví dụ có những cái video như này Zenzai quay dạy cho mọi người này thì cũng sẽ có đội ngũ đằng sau, họ biên tập lại, họ cắt đi những cái câu mình nói sai, hoặc là họ chỉnh sửa cho màu sắc đẹp lên, họ làm việc sát thì đấy sẽ là biên tập nhé. Hoặc ở đây là cái đoạn văn này nó cũng cần phải chỉnh sửa thêm một chút, biên tập cho câu cú nó hay hơn, thì trường hợp đấy chúng ta cũng dùng lá hand shoot, được chưa ạ? Và cái người mà biên tập editor ấy, đó các bạn có làm nghề đấy không ạ? Thì người ta gọi là hên siêu xạ đấy. Từ ghi 603 chúng ta có từ Yoshi, mọi người nhìn hán tự của nó nhá. Thằng này thì sẽ có nghĩa là bản sơ lược hoặc là bản tóm tắt về một cái gì đấy. Ví dụ ở đây cái báo cáo thì nó rất là dài đúng không? Và khi mà sếp quá bận để có thể đọc được một cái báo cáo rất là chi tiết thì mình sẽ gửi cho sếp cái bản sơ lược, bản tóm tắt của cái báo cáo đấy thôi nhá. Thì người ta gọi là report tụ nũ Yoshi đúng không ạ? Tức là chỉ được tóm tắt trong gần này chữ thôi, thì hãy viết cho tôi một cái bản mà tôi mê ngắn gọn đi, là bạn muốn trình bày cái gì. Thì cái từ này ở trong N2 xuất hiện rất là nhiều nha mọi người. Tiếp theo, mê ca cử nà. Chữ minh đi với chữ xác đúng không? Minh là minh bạch, xác là chính xác. Thế cho nên là mê ca cử nà ở đây sẽ là cái gì đó nó có tính danh mạch rõ ràng. Thằng này thì rất là hay đi với ní nhá. Mê ca cử ní sư là một cụ mọi người học này. Làm rõ điều gì đấy. Lôn bưng thì là y tai cô tổ mê ca cử ní sư cô tổ là dì hồ đấy. Tức là trong cái luận văn thì việc các bạn làm rõ thêm là điều mà nó là gì, viết rõ ra là một thứ rất là quan trọng. Vậy thì mọi người nhé, y tai cô tổ mê ca cử ní sư đự hai là ô bôi tôi từ cả thầy đấy. Hai a ghê đự, nêu lên hoặc là đưa ra đây. Nếu a ghê tệ mà thúc cử nhiều ạ, gư tai tê kim á, nếu a ghê tệ đưa ra hoặc là nêu ra một cái ví dụ rất là cụ thể đúng không? Hai và đây để gì ạ, để sắp có thể hỗ trợ cho cái luận điểm của mình ở trong bài văn thì mình sẽ phải cần có những cái ví dụ cụ thể. Thì thằng a ghê đự này mọi người cũng hãy ghi nhớ nhá. Tiếp theo thì 606 là một cái từ vựng rất là hay mọi người ơi. Một chi y đự, cái thằng này nó là chữ dụng. Thì bản thân cái thằng Hán tự chữ dụng này chúng ta đã học ở N3 rồi, nó cũng không phải là một cái chữ mới đúng không? Nhưng khi mà lên đến tận N2 chúng ta mới học cái cách đọc của chữ dụng khi mà nó đứng một mình, thì nó sẽ phải thêm cái thằng y đự vào. Và chúng ta nhớ này, đọc là mô chi y đự. Thì ngày xưa cũng không dịch được đâu mọi người, nhưng mà thằng này nó có cái chữ y thừa ra, cho nên là trong đề N2 nó đã từng xuất hiện trong phần hỏi cách đọc nhá. Thì mình cứ nhớ một cái tip, đó là mình sẽ sử dụng bánh mochi vào trong một cái việc gì đấy. Vì CC rất là thích ăn mochi, không biết là mọi người thích không, nhưng mà mochi của Nhật thật sự rất là ngon, nó gọi là quốc hồn quốc túy đấy, đặc sản đấy, mình rất là mê cái món đấy. Mình cứ nhớ là sử dụng mochi vào một cái việc gì đấy thì mình không bao giờ quên cái từ đầu tiên của nó là mochi, được chưa? Thầy sẽ sử dụng áp dụng nhá. Đề tài mochi tế hai môn đại học bình sẽ ký sử dụng phân tích vấn đề bằng cách gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng những cái dữ liệu, chúng ta tận dụng những dữ liệu khách hàng có được đấy. Thế ga kỳ, ôi nhìn mà hắn tự đoán được nghĩa luôn, viết tay, viết bằng tay. Thư này không phải là thư gõ máy hay là gõ văn bản đúng không, mà thư này là thư viết tay rất là trân trọng. Thật sự là các bạn phải rất là yêu quý ai đấy thì các bạn mới viết tay cho người ta đúng không? Hoặc là như ngày xưa mình hay báo cáo viết tay này. Thế ga kỳ nó đề bộ tổ á, phải ư kê chữ kê mà xem, chúng tôi sẽ không nhận những cái bản báo cáo viết tay, chữ quý vị xấu quá không dịch được đúng không, phải đánh máy lại. Ích kỳ, chữ nhất đi với chữ khí đúng không? Một hơi thôi, uống bia nào, cạn chế đúng không? 2, 3, dô, 2, 3, 4 là một hơi là hết sạch luôn. Đấy là ikki ni đúng không ạ? Một hơi một mạch này. Hoặc là cái bản báo cáo này mình để đến tận là mình là người gì đấy ạ?
nước đấy cổ mới chặn. Thì bắt đầu là 2 ngày trước khi nộp rồi thì mình sẽ thức trắng đêm đúng không? Phụ tất cả để trong 2 ngày mình viết một mạch cái xong luôn. Ừ, dồn đến đường cùng rồi thì mình sẽ đẩy hết công suất và mình làm nó một cách xuyên suốt không ngừng nghỉ luôn cho đến khi nó kết thúc. Hai, và trong phần số 5 thì chúng ta sẽ cùng với Sensei học tất cả những cái từ vựng N2 và liên quan đến chủ điểm, đó là Pasoko, là máy tính, hoặc là Smartphone ですね, kê tải điện thoại nhá. Đầu tiên, các bạn sẽ phải khởi động máy tính lên đúng không? Hoặc là bật nguồn điện thoại lên để chúng ta bắt đầu sử dụng. Và cái đó người ta gọi là Kidosuru. Nhưng mà hán tự mọi người hiểu luôn đúng không? Mọi người máy của mọi người có bao giờ bị lơ hoặc là bị lag không? Cứ nút bấm thôi mà sẽ chữa được bách bệnh của những cái máy tính hoặc laptop bị lơ. Và người Việt Nam chúng ta khi mà không biết sửa như nào thì chúng ta sẽ tắt pin và khởi động lại nguồn đúng không? Sai Kido. Tiếp theo chúng ta có 614, đó là từ Setsuzoku. Mọi người nhìn nó xem xe nhá, chữ tiếp đi với chữ tục nhưng mà không phải là tiếp tục nhá, mà Setsuzoku sẽ là sự kết nối, được chưa? Mọi người bình thường mọi người hỏi là mọi người đã kết nối được wifi chưa, đã truy cập được vào wifi chưa, thì mình cũng có thể dùng cái từ Setsuzoku này nhá. Đây, internet ni Setsuzoku shite, mà kenzaku suru này chúng ta lên Google chúng ta tìm kiếm về một cái gì đấy, cho nên nó sẽ có luôn cái từ tìm kiếm ở dưới, đó là từ kenzaku suru. Tìm kiếm, search, đây tiếng Anh mọi người nhìn thấy mọi người nhận ra luôn đúng không? Tsugi, 616 chúng ta có từ tenso. So này là gửi đi rồi, ten là truyền đúng không? Chuyển tiếp đấy ạ, nó chính là forward. Bạn nào mà dùng mail thì chúng nó sẽ có một cái chức năng là chuyển tiếp cái mail này cho một cái người khác, thì nó chính là tenso, được chưa? Yaku ni tachi so na jōhō wo yūjin ni nani? Tenso shita, mình đã forward, mình đã chuyển tiếp cái mail này đi. Tiếp theo chúng ta có yōhaku, sẽ là lề giấy. Các bạn căn lề trên, lề dưới thì cái đấy mình gọi yōhaku. Haku là trắng đúng không mọi người? Cái lề giấy trên dưới nó sẽ là giống như trang word của mình, nó sẽ là phần màu trắng và nó thừa ra. Cho nên là chữ yō kia chính là dư ra, thừa ra. Vậy chúng ta có yōhaku, nhìn vào hán tự thì mọi người có thể thuộc được nghĩa luôn cho xem xe nhá. Hay, và chúng ta có kyōchō suru. Mọi người nhìn này, chữ cường đi với chữ điều. Chữ cường này nó là chữ mạnh mẽ rồi đúng không? Cho nên là kyōchō suru ở N2 chúng ta học sẽ là nhấn mạnh. Ví dụ mình khi mà mọi người muốn nhấn mạnh cái điều mình muốn nói đúng không? Itai koto wo kyōchō suru toki, đúng không? Thì là cái kyōchō này nó sẽ nhấn mạnh nhá. Kyōchō shitai moji wo futoku suru, làm đậm đúng không? Đây không phải là rất nhiều bạn thường gặp futoku suru là làm béo nhá. Tại vì mọi người quen là tôi là béo đúng không? Nhưng mà đi với phông chữ cỡ chữ thì futoku suru sẽ là chúng ta in đậm đúng không? In đậm, làm đậm nó nhá. Đấy, mọi người lưu ý cái đấy. 627 mọi người sẽ có cho sensei từ shōgyō đấy nhé, shōgyō. Rồi chữ tiêu đi với chữ khứ đúng không nhỉ? Tiêu là tiêu trừ đi. Cho nên thằng này chính là xóa bỏ, đây xóa mail, những cái mail cũ rồi thì mình xóa bớt đi cho nó đỡ nặng, thì chúng ta dùng cái từ shōgyō này nhá, rất là lịch sự và nó là cái từ ở trong văn phòng là liên quan đến máy tính luôn, được chưa? Rồi, đến đây thì sensei muốn mọi người hãy ghi nhớ cho sensei những cái từ vựng mà có hậu tố là shin trong N2 mà các bạn sẽ cần phải ghi lại nhá. Rồi, ví dụ ở đây mình có là kuki shin, rồi mình có shinsetsu shin, sự thân thiết, tốt bụng. Rồi, kyōfu shin, thằng này quan trọng này, thằng này là mọi người ghi lại nhá, kyōfu shin, sự sợ hãi đúng không? Kyōfu là sợ hãi rồi, chữ khủng đi với chữ phố đấy. Taiko shin là cái tinh thần đối kháng, phản kháng lại. Hay là chúng ta có tankyū shin, chữ than này là sagasu, mà chữ kyū này là trong kenkyū, tức là chúng ta sẽ tìm kiếm những cái điều để chúng ta có thể nghiên cứu và học hỏi. Thế cho nên nó mới dẫn đến là tankyū shin ở đây sẽ là tinh thần học hỏi những cái kiến thức mới, được chưa nào? Và những người mà có tankyū shin trong học tập thì mình nghĩ là cái động lực học tập của mọi người sẽ rất là cao. Hay, và chúng ta đã đến với chương số 6 rồi. Và trong chương số 6 của từ vựng thì chúng ta sẽ học những cái từ vựng N2 dùng tại công ty đúng không? Văn phòng mình sẽ cùng thêm nhá. Và trong công ty văn phòng thì chúng ta sẽ có 633, đó chính là hyūjin, cầu nhân, tức là thông báo gì đấy ạ, tuyển người, tìm người đúng không? Hyūjin no saito check sơ lược, ví dụ như mình đang bị thất nghiệp thì mình sẽ phải lên cái trang web đấy để mình xem là người ta đang tuyển dụng đến cái vị trí nào. Được chưa? Vậy thì mình có cái hyūjin no saito đấy. Hyūjin, kōgoku, quảng cáo đó, chúng tôi đang tuyển nhân viên, người ta sẽ có những quảng cáo kōgoku đấy. 634 thì các bạn sẽ có từ shibō. Shibō ở đây là gì mọi người ơi? Nguyện vọng, chữ chí đi với chữ vọng. Vọng là nguyện vọng, chí là gì ạ?
là mình cùng tất cả cái ý chí và tâm sức của mình thật sự muốn cái điều đó. Chắc là mọi người thấy giọng của CC trong video này nó hơi lạ một tí đúng không? Nhưng mà CC đang bị ốm nhưng mà vẫn sẽ quay hết cho mọi người cái chuỗi này. Hay là nếu mà mọi người thấy giọng CC hơi bị khác lạ một xíu hoặc hơi khó nghe một xíu thì mọi người thông cảm với CC ở trong cái phần này nhá. Thì Shibo ở đây sẽ là nguyện vọng này. Đó, Shibo stated, tôi có nguyện vọng vào được cái công ty này, đúng không? Danh từ đi với trợ từ hố và đi với Shibo stated thể rất là khát khao, mong muốn nguyện vọng ở đâu đấy. Và tất nhiên, mọi người nhìn đi, nó rất là lịch sự và trang trọng, được chưa? 636 là một cái từ vựng rất là hay. CC muốn giới thiệu với các bạn từ Tà Dư Sawaru. Thì mọi người sẽ thấy là cái cách đọc của nó hơi bị dài một chút, nên là mọi người hãy có một cái tip này hoặc là mọi người có một cái mẹo nào đấy để có thể nhớ được cách đọc của Tà Dư Sawaru thì mọi người hãy để lại dưới phần bình luận cho CC biết nhá. Thằng này thì nó sẽ có nghĩa là liên quan hoặc là dính líu đến một cái việc nào đấy. Đây, ví dụ như là Fukushi no shigoto ni Tazu sa waritai, tức là tôi muốn được liên quan. Tôi muốn liên quan tức là gì đấy? Tôi muốn tham gia những cái công việc mà liên quan đến phúc lợi, đúng không? Thì cái thằng này bạn nào mà học tiếng Anh thì sẽ thấy nó bằng cái từ check thoát in hoặc là invo này thì nó sẽ sát nghĩa hơn. Từ thằng tiếng Anh nó sẽ sát nghĩa hơn so với tiếng Việt đấy. Thì Tazu, thì ở đây Tazu sawarita, mọi người nhớ cái cách sử dụng của nó nhé. Thường đi với trợ từ ni để xếp. Đấy, ikasu, chúng ta phát huy, chúng ta tận dụng một cái gì đấy. Seimon là ikaseru shigoto shitai, tôi muốn làm cái công việc mà có thể ikaseru, có thể làm gì cái chuyên môn của tôi, phát huy được cái chuyên môn, những cái kiến thức chuyên môn mà tôi đã có thì tôi phải ikaseru, tôi phải tận dụng được, đúng không? Kicha, đúng không? Chữ quý, chữ ki này nó sẽ là chữ quý trong quý giá, ví dụ trong từ kicho na jikan là thời gian quý giá, hay là kichona omoide là những cái kỷ niệm quý giá. Thì kicha là cách gọi là quý công ty, đúng không? Zehi kicha de hatarakasete itadakitai desu. Tôi thật sự rất là muốn làm việc tại quý công ty, là mình muốn, tự mình đi phỏng vấn mình sẽ nói cái câu như vậy, đúng không? Tsugi, chúng ta có từ 639, thì bạn nào hay viết mail thì mọi người sẽ gặp từ này, đúng không? Trong công ghi nhận viết mail chúng ta có từ onchu, nghĩa là kính gửi ai đấy. Hai, doki, chữ động đi với chữ câu nhá. Doki, động cơ bạn làm việc tại công ty này là gì? Động cơ học tiếng Nhật của các bạn là gì? Mình sẽ dùng từ doki. Mensetsu de shibo no doki, hoặc là các bạn ghép luôn shibo doki o umaku tsutairu. Tôi đã truyền đạt rất là tốt đến với nhà tuyển dụng rằng là tại sao tôi lại bạn muốn vào công ty này và tại sao tôi lại phù hợp với cái vị trí này. Thì tất cả những cái đấy mới gọi là shibo doki mọi người nhá. 641, chúng ta có từ netsui. Mọi người nhìn thấy chữ nhiệt đi với chữ ý chưa? Nhiệt ý. Chữ nệt này là trong là netshin, đúng không? Vậy thì đây sẽ là cái sự nhiệt tình trong việc gì đấy nhá. Netsui o miseru, chúng ta cho ai đó xem hoặc là chúng ta cho ai đó thấy được cái sự nhiệt tình, cái lòng nhiệt thành, cái sự nhiệt huyết của mình, là mình thật tâm thật ý muốn cái vị trí đấy và mình muốn cống hiến cho công ty. Thì trong cái trường hợp đấy các bạn dùng là netsui o miseru. Mensetsu de wa niusha shitai という netsui o miseru ne, miseta. Gakureki, mọi người nhìn hẳn tự đoán được luôn, đúng không? Lý lịch học tập, bạn đã học trường đại học nào, đúng không? Tốt nghiệp bằng gì, xuất sắc hay là khá hay là giỏi đó. Rireki sổ ni gakureki ya shigaku o gaku. Những người mà học vấn cao, đúng không? Mình dùng cái từ là cô gakureki, chúng ta sẽ có cái tiền tố cô ở đằng trước thì mọi người ghi lại nhá. 643, chúng ta có từ fumo. Mọi người nhìn hẳn tự, mọi người đoán nó sẽ nghĩa đi. Không hỏi, đúng không? Môn là vấn là hỏi rồi, phù môn là không hỏi gì hết. Kyūjin kōkoku ni keike fūmon to kaiteru, tức là ở trên cái quảng cáo tuyển dụng thì người ta có ghi rằng là ở đây người ta sẽ không hỏi gì đến kinh nghiệm. Không hỏi gì đấy tức là gì? Là bạn có kinh nghiệm cũng được, không có kinh nghiệm cũng được. Và tất nhiên là bao giờ cũng vậy, có kinh nghiệm càng tốt, đúng không? Nhưng ý là bạn không có kinh nghiệm mà bạn chưa bao giờ làm thì chúng tôi vẫn có khả năng tuyển bạn, bạn vẫn hoàn toàn có thể được chấp nhận. Thì đó, chúng ta dùng cụ đó là keike fūmon đấy. Hoặc là đúng không, gakureki fūmon, bạn có bằng đại học hay không bằng đại học, bạn tốt nghiệp cấp 3 hay chưa tốt nghiệp cấp 3 thì chúng tôi cũng sẽ không hỏi gì về cái học vấn của bạn hết. Công việc này không cần phải có người học vấn rất là cao mới làm được, nên là chúng tôi tuyển tất cả mọi người, đúng không? Hay là nenre fūmon, bạn bao nhiêu tuổi chúng tôi cũng tuyển được, 50 tuổi, 60 tuổi chúng tôi vẫn tuyển, chứ không phải là chỉ người trẻ không thôi. Đó, nenre fūmon. 646, các bạn sẽ có từ kyocho, đó là
hợp tác đúng không? Chữ hiệp đi với chữ điều. Kiêu ở đây chính là hiệp lực đúng không? Đó, kiêu đốc tự đấy. Còn chô ở đây sẽ là cho nó dân chô, cho mọi việc nó thuận lợi. Thì từ cái câu chuyện đấy các bạn sẽ nhớ được cái nghĩa của kiêu chô sẽ là hòa hợp đúng không? Rồi là hòa đồng hợp tác giữa đôi bên với nhau. Bên xếp từ đều ạ. Dorio to kyo cho đến khi được cáo tranh cự xả đầy được. Tôi đã bị người phỏng vấn hoặc người ta kiểm tra cái khả năng rằng là liệu là mình có thể kyo cho, mình có thể hợp tác một cách hòa thuận với cả đồng nghiệp hay không. Và người ta sẽ check xem là bạn có khả năng làm teamwork không, bạn có khả năng làm việc nhóm không, bạn có khả năng hòa hợp với những cái người đồng nghiệp khác trong team không. Thì cái đấy chúng ta dùng từ kyo cho các bạn nhé. Cái 647 này là một cái từ thi rất là nhiều nha mọi người. Can jing, nhớ cho nên không phải là can sinh nhá. Can jing là một cái tính từ đuôi nam mà ý nghĩa là chủ yếu hoặc là cốt lõi, được chưa nào? Nihon no kaisha de wa, không biết là đất nước nào nhưng các đất nước khác thì như thế nào, nhưng nihon no kaisha de wa kyouchou se ga can jing da, thì cái tính hợp tác đúng không? Cái tính hợp tác để có thể làm việc với những người khác nó là điều cực kỳ quan trọng, nó là điều tối quan trọng, cốt lõi đúng không? Thì mình sẽ dùng cái từ can jing này. Rất là trang trọng, rất là lịch sự và rất là nhấn mạnh nhá. Hay 648 chúng ta có xe ippai. Mình hay nói là xe ippai ganbarimasu, tôi sẽ cố gắng hết sức đúng không? Thì xe ippai đây là chúng ta làm cái gì đó một cách hết sức mình, dốc hết để ki được đạt kể nó để ki được kagiri. Tôi ý mình được đấy. Shibono kaisha ni saiyou sareta ra xe ippai ganbaritai to omimasu. Hay, tiếp theo chúng ta có appeal. Này nó chính là cái từ appeal là trong tiếng Anh. Nếu bạn nào biết thì nó sẽ là thu hút đúng không? Thu hút và hấp dẫn là cái gì đấy? Bên xét thử đấy, 上手に自分の appeal できるか心配だ. Tôi lo lắng rằng là trong cái buổi phỏng vấn ấy không biết là mình có thể gọi là gì đấy ạ? Mình hay dịch là gì ạ? Sâu cho đúng không? Cho các nhà tuyển dụng thấy rằng là mình là một người rất là có tố chất, mình rất là phù hợp cho công việc này, mình có những cái điểm này giỏi, điểm kia mạnh đấy. Thì làm ra sâu ra đấy một cách khéo léo. Jozu ni jibun no appeal dekiru. Thì hay gọi vui là bán thân trong hoặc kép với mọi người, nghĩa là sao đây ạ? Mình bán được cái giá trị của mình cho cái công ty mà mình chuẩn bị làm thì họ nhìn thấy là mình rất là có giá trị và họ sẽ trả cho mình một cái mức lương tương đương với cái giá trị mà họ nhìn nhận được. Mình hay gọi trêu là như vậy, được chưa ạ? Và khi mà mọi người jiko shokai, khi mà chúng ta đi phỏng vấn thì các bạn sẽ phải có cái kỹ năng đó là jiko appeal, là giới thiệu làm sao để người ta cảm thấy bản thân bạn là một cái ứng viên rất là hấp dẫn và rất là tỏa sáng, đúng không? Hay 650 chúng ta có từ tai o suru, tức là gì ạ? Chúng ta hay ứng xử, trả lời đúng không? Đối ứng xử lý một cái vấn đề như nào đó. Hai, bên xét nó ni shikari tai o dekita to omu. Tôi nghĩ rằng là mình đã trả lời khá là tốt đúng không? Những cái câu hỏi mà người ta đưa ra tôi đã xử lý, tôi đã ứng biến khá là tốt, thì những cái trường hợp đó chúng ta dùng có xem xe từ tai o suru ne. Trong công việc phát sinh bất cứ một cái vấn đề gì, một cái claim phàn nàn của khách hàng thì các bạn có tai o được không? Đấy. Go do thằng này thi trong đề N2 rất nhiều lần đấy mọi người. Sao cho thế giới đấy nhá. Godo, chữ hợp đi với chữ đồng. Hợp là cùng nhau, đồng ở đây là gì đấy ạ? Tức là cũng là mang cái ý nghĩa như vậy, nhưng mà chúng ta thử nhìn xem nhá. Godo ở đây sẽ là sự kết hợp. Kết hợp, một khi đã nói kết hợp tức là con số nó phải nhiều hơn 2. Nhiều bên kết hợp với nhau thì mới dùng Godo nhá. Iro iro na kigyo no godo setsumei kai. Tôi đã tham gia vào một cái buổi setsumei kai. Nhưng mà có phải là của một doanh nghiệp tổ chức không? Không, mà là của rất nhiều những doanh nghiệp. Họ cùng nhau hợp tác, kết hợp với nhau để tổ chức cái buổi đấy. Thì cái bản chất của thằng Godo khi mà các bạn đi thi nấu 2, mọi người phải ghi lại cho CC. Đó là rất nhiều bên, rất nhiều người cùng nhau kết hợp làm một cái hành động nào đấy, được chưa nào? Rất nhiều trường đại học cùng nhau hợp tác để tổ chức một cái buổi thế vận hội, hay là rất nhiều công ty hợp tác với nhau để tổ chức một buổi event, nhưng nó phải có yếu tố là rất nhiều bên. Rồi trong câu ví dụ này các bạn sẽ thấy là Iro Iro na chứ không phải là một công ty, được chưa nào? Tiki 652 chúng ta để với từ nozomashi các bạn ơi, nó vẫn là chữ vọng nhá, nhưng nó sẽ đọc là nozomashi và nó mang ý nghĩa là gì? Kono kaisha de wa gogaku no dekiru hito ga nozomashi sou. Có vẻ là cái công ty này họ sẽ muốn tuyển, họ mong muốn nhận được những cái người mà có khả năng về ngôn ngữ một chút, gogaku ga gogaku dekiru hito đúng không? Thì trong những cái văn cảnh mà công ty họ cần cái người như thế nào, họ mong muốn tuyển được một cái người như thế nào thì họ sẽ dùng cái nozomashi mọi người nhá. Văn phòng rất là trang trọng.
653 chúng ta có từ Konomachi là chữ hảo đúng không? Và cái thằng này cũng cực kỳ là hay luôn. Konomachi sẽ là cái gì được ưa chuộng. Ở đây main set thì là kuroka kono suzu ga konomachi ka là gì? Hoặc là đen, hoặc là gì? Xanh đậm đúng không? Thì những cái bộ vest như vậy được ưa chuộng, được yêu thích Konomachi đó, được Suzume là mọi người nên mặc đi, thì tất cả những cái nét nghĩa đỏ chúng ta sẽ dùng từ Konomachi. Hai đấy, trong tiếng Anh nó chính là từ preferable này, rất là sang nghĩa luôn. Và 659 chúng ta đến với từ Keyaku, đó chính là hợp đồng. Chữ khế đi với chữ ước thì nó sẽ là hợp đồng rồi đúng không? Hiu seta kai sa to keyaku de kite hai ureshii desu ne. Rồi cuối cùng thì tôi đã ký kết hợp đồng lao động, rodo keyaku, tôi đã ký một cái hợp đồng lao động với công ty mà mình mong muốn và tôi rất là vui. Keyaku sho bản hợp đồng rồi đấy. Tiếp chúng ta sẽ có từ kokoro eru, tức là chúng ta hiểu là chúng ta nhận thức một cái điều gì đấy. Sakaijin to gakusei no chigai o kokoro e toku, chúng ta cần phải nhận thức và chuẩn bị sẵn tinh thần đi rằng là khi mà chúng ta còn là học sinh và người đi làm ra ngoài xã hội đi làm kiếm tiền thì nó sẽ có những cái sự khác biệt rất lớn đấy, thì các bạn phải chuẩn bị trước cái tâm lý đấy, hiểu rõ và nhận thức rõ, thì trường hợp đấy chúng ta sẽ dùng kokoro eru hoặc là danh từ của nó sẽ là kokoro e nhá. Sakaijin đúng không? Không phải là người xã hội đâu, không phải là dân xã hội đâu, mà là người đi làm đúng không? Người bắt đầu tốt nghiệp đại học và ra trường, và chúng ta bắt đầu đi làm cho tư bản, cho nhà nước, chúng ta kiếm tiền đúng không? Chúng ta kiếm thêm tri thức, kỹ năng, tất cả những cái đấy. Khi mà bạn đã thật sự là một cái người trưởng thành rồi, bạn sẽ được gọi là Sakaijin. Chúc mừng chúng ta, tất cả những Sakaijin đang cố gắng mỗi ngày vì một tương lai tốt đẹp hơn và giỏi tiếng Nhật hơn. Hai, vỗ tay, hakushi, chúng ta thử vỗ tay cho bản thân chính mình nhá. 663 chúng ta có jigaku là tự giác, mọi người ơi. Tự đi với chữ giác, nghĩa của nó như vậy luôn. Jigaku o motsu, jigaku o moto, tức là gì đấy ạ? Chúng ta hãy tự giác đi. Làm gì là tự giác, không cần phải phải nhắc. Jigaku đấy. Trên N2 thì chúng ta có một cái phó từ và nó nhắc lại trong từ 664, đó là iyo iyo. Và thằng này sẽ có nghĩa là dần dần đúng không? Rồi thì cuối cùng này, iyo iyo haru kara sakaijin da. Dần dần đúng không? Hoặc là cuối cùng thì từ một xuân là tôi đã trở thành người đi làm rồi. Thì chúng ta dùng cái từ này nhá. Thì bản chất của cái từ iyo iyo này sẽ là cuối cùng thì một cái gì đấy cũng sắp sửa bắt đầu để lại dùng nhá. Cuối cùng thì từ một sau tôi cũng sắp sửa bắt đầu là người đi làm rồi, người ta dùng cái từ iyo iyo. Hay 665 sẽ nhấn mạnh từ daikigyo, mọi người nhớ cái nào nhá, là những cái công ty, những cái tập đoàn lớn đúng không, doanh nghiệp lớn, công ty lớn thì người ta dùng là daikigyo. Và ở đây mọi người nhìn cho xem Nihon no kigyo no uchi, trong số các doanh nghiệp Nhật Bản thì daikigyo các doanh nghiệp lớn chỉ chiếm có 0.3% thôi, rất là ít đúng không? Và những doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ đúng không? Công ty vừa và nhỏ thì chúng ta có từ chūshō kigyo. Hay hoặc là những công ty hàng đầu, công ty top 1 trong một cái lĩnh vực nào đấy thì chúng ta có từ ichiryū kigyo. Hoặc là đại học top đầu, đại học hàng đầu trong cả nước chúng ta dùng ichiryū daigaku. Ichiryu hotel, khách sạn bậc nhất, thì tất cả những cái top 1 bậc nhất hàng đầu này chúng ta dùng từ ichiryu, nhất lưu, tức là đứng số 1 trong cái lưu vực về cái ngành đấy, được chưa? 668 chúng ta có từ minkan, mọi người ơi, thằng này sẽ là tư nhân nhá. Các bạn không thích làm cho nhà nước, các bạn thích làm cho những doanh nghiệp tư nhân thì chúng ta sẽ có là minkan kigyo, có thể có no nhá. Minkan no kigyo de hatarakitai desu ne. Không thích làm nhân viên nhà nước chúng ta dùng là komuin dewanai, dewanaku. Rồi nhân viên trong công ty và chúng ta thường muốn nói đến nhân viên full time, nhân viên chính thức thì các bạn có thể dùng từ jugyōin desu ne. Jugyōin, nhân viên chính thức nhá. Trong công ty này nhân viên chính thức khoảng bao nhiêu người thế này đúng không, hoặc là người lao động, lodosha. Rồi 672 chúng ta có haken shain, haken phái cử, mọi người ơi, nhân viên hợp đồng ngắn hạn thôi chúng ta dùng đây nhá. Người ta tuyển gì á, người ta tuyển nhân viên chính thức thế shain kibo seru, chứ người ta không tuyển nhân viên hợp đồng ngắn hạn thời vụ đấy. Haken shain nếu bạn đã cử thì tết. 674 chúng ta có từ jiu yaku, mọi người ơi, jiu là chữ trọng đúng không, yaku ở đây là vai trò trong từ, ví dụ như là từ yaku wari
Thì những người mà có vai trò trọng trách rất là nặng, rất là lớn trong công ty, chúng ta hay gọi chung là chỉ ban lãnh đạo, các sếp ấy. Xin lưu trời là nó đây là cái duy nhất của tôi khi khởi là nơi. Tôi là nhân viên mới vào thôi nên là tôi cũng ít khi mà có cái cơ hội mà chưa có gặp được các ban lãnh đạo, các sếp ở trong công ty, đúng không? Mình chỉ gặp được các quản lý trực tiếp cấp dưới thôi. Sugi 676 chúng ta có từ skill nha mọi người, nha, trợ cấp chi trả liên quan đến tiền năm ấy, đúng không ạ? Tất cả tiền lương sẽ được chi trả vào cuối tháng ấy, liên quan đến các khoản tiền nhá, hoặc là tiền chu cấp, tiền chi trả, chúng ta có cụm là skill gaku liên quan đến tiền năm. Để chu đi chứ chi thì phải chu cấp đấy. Rồi sushe sẽ là sự thăng tiến thăng chức trong công ty, đúng không? Sushe shite sacho ni naritai, tôi muốn được thăng tiến và tôi muốn trở thành sacho, ai cũng muốn làm sếp hết, đúng không? Nhắc đến từ thăng tiến thì chúng ta cũng có từ shushin. Mọi người nhìn cho sensei cái hán tự thằng này rất hay gặp nhá. Shushin là sự thăng chức, các bạn được lên chức thì người ta dùng từ shushin shita. Kacho kara, kacho ga bujo ni shushin shita, lên chức thăng chức. Đấy, điều mong muốn đúng không? Thăng thì phải chữ tiến đấy. 680 chúng ta có từ funing. Mọi người ơi, funing suru, nhập chức ở đâu đấy đúng không? Karuku nokoshite Osaka shisha e funing suru. Nó là hay đi về chợ tử tế nhá. Tôi đã nhập chức ở chi nhánh Osaka đúng không? Tổng bộ điều động xuống để làm giám đốc chi nhánh đấy. Thì chúng ta dùng cái từ funing suru này nhá. Tanshin funing. Than sinh mọi người ơi, tức là gì đấy ạ? Mình nhận đi một mình đúng không? Than sinh đấy là một mình thôi, đi xa và nhận chức ở một nơi xa và đi một mình. Nghĩa là vợ con là ở quê hương hết đúng không? Không có đi cùng ai cả, một mình một thân một mình đi đến một nơi xa và nhận chức. Thì chúng ta dùng than sinh phụ ninh, rất là cô đơn nhé, và nó nhấn mạnh là phải trong một thời gian dài thì mình mới dùng cái từ phụ ninh này nhé.